Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua midsize Windy 700, dòng xe đạp khung nhôm, bánh 700C và được chạy một bộ chuyển động tương đối là cao cấp của Shimano xe đua, đó là Shimano 105. Thì đĩa trục rỗng, bộ phần khung nhôm, tông màu đen trắng, kẻ đỏ rất là thể thao và đẹp. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi cũng với cả là quãng đường mà vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam ấy, thì nó đã xuất hiện những cái vết xước, nhỏ xước răm ở đây, những cái vết xước như thế này không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì các thấy trên hình nó còn tương đối là đẹp, với khung đã được mài những cái mối hàn nhôm, giả những cái đường vân carbon rất là đẹp. Super light aluminum, nhôm siêu nhẹ. Thì cái trọng lượng của chiếc xe này nó cũng rất là nhẹ thôi, nó khoảng chục cân, dưới chục cân. Ghi đông dẹp, wifi, trang bị bộ tay lắc 105, thanh 3 mảnh, bánh 700C, bánh nhôm cao bảng, nguyên bản theo xe luôn, wifi, mây bi vòng bạc đạn, midsize nguyên bản luôn. Toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc nguyên bản hết các bác nhé. Mây sau à, bi vòng cối lỗ, mây cối lỗ. Thì đạp trục rỗng, đùi trục rỗng của Browell. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm, khóa yên từ tâm trục sắt 50 cm, xe phù hợp với bác đi từng phẩm. Ta 64-65 đến 74-75. Thì bộ lít 11 tầng, một gói lốp chuyển động 105 5.800 lít 11 tầng, hai tầng đĩa, 22 lốp bộ khung nhâm. Động rất mượt mà, nhẹ nhàng. Thì là chiếc xe đang được bán cho em mức giá chỉ có là 13.900.000, bao ship toàn quốc, thì tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.